Chào các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là Kensuto đây. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với series truy kích. Nhưng mà trước đó mình muốn nói với các bạn một điều là game Assassin's Creed Tình Queen of Freedom mình không thể tải về vì nó khá nặng máy mình. Thứ hai là mình chuẩn bị bắt đầu một series mới tên là School of Darren, mời các bạn đón nhận. Và thêm một điều thứ ba nữa là trong video thì các bạn nghe tiếng súng hơi nhiều, thì mời các bạn thông cảm là mình lúc đó mình quên dàn nhỏ volume một tí. Phải thôi, bắt đầu video nào. Yes. Kill it.
còn bị gòn mơ ghi ngã. Ủa mà cầm thành rồi. Yeah. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào các bạn. Yeah.